Xin được chào tất cả mọi người, chào tất cả anh em đam mê ong ve và đã quay trở lại với kênh Tự Nhiên Đình Lập của em. Hôm nay thì em có dịp đi qua cái rừng thông mà ngày trước em quay cho các bác xem mà họ trích quá đà. Đây này, đây đường trích thì khoanh tròn luôn nha các bác nhé. Đó, mình thích khoanh tròn này thì nó bây giờ nó bị chết rất nhiều cây nha các bác nhé, rất nhiều cây đây. Cái vàng vàng ở cũng những khu vực dưới kia kìa, đấy cả bên kia nữa, đó là những cây chết nhé các bác nhé, những cái mà cũng héo lá rủ xuống kia này. Đấy, rồi màu nó chuyển sang màu đỏ là nó chết lâu rồi nhé, đấy rất là nhiều chỗ này nữa này. Đây mọi người nhìn nhá, đây này, mấy cây này là chết hết rồi, hai cây đây trụi lá luôn, à vàng từ lâu lắm rồi, chết hết rồi, khu này là chết sạch. Đó thì rừng thông này, ngoài rừng một cái mảnh này chắc được khoảng hơn 100 cây 200 cây thì năm nay mà làm nhựa thì cũng không có nhựa đâu các bạn, nên mọi người trích nhựa thông là lưu ý nhé, chích quá đà là chết sạch đấy. Đấy, đây này, những cây này nó còn một ít vỏ thì nó vẫn còn sống, như những cây một khoanh sạch như này là chết hết đây. Thì nó không còn cái tí vỏ nào để nó hút nước nên nuôi cây nó chết, những cây này nó chết sạch rồi các bạn. Đó, đây này, nút khoanh này, này chích sạch sẽ luôn, không để cho cây sống luôn. Đó, cây thì chắc là đường kính khoảng 40 ở đây chết hết, những cây nào bị khoanh vỏ về đằng sau là chết luôn. Đó, cây này khá to, đường kính cũng phải trên 20 chết. Vì nào bị khoanh hết như này thì làm gì nó không chết được. Đó, chết luôn. Đó là trước em cũng định và cũng hẹn với các bác là sau một thời gian em sẽ quay lại quay, nhưng mà mùa đông vừa rồi thì cũng đi qua lại suốt nhưng mà cũng không quay được. Đó kìa, đấy những cây mà chết đấy. Đấy bên dưới kìa, những cây mà vàng lá chéo lá xuống là cũng chết hết các bạn. Đó, tác hại của việc khai thác quá mức nhé. Chỗ này là cũng ngược sáng nên ra cũng không nhìn rõ mấy, chết hết cái khu này rồi. Đó, nên mọi người để ý khi trích nhựa thông nhé, chứ không phải là cứ trích nhiều mà được nhiều nhựa đâu nhé. Chích nhiều là cây nó tẻo luôn. Chỉ cần chích khoảng 1 gang đối với cây, nó chích chưa đến 1 phần 2 cây thôi thì cây nó đảm bảo nhựa đều. Đây như cây này, khoảnh này là chết. Hiện tại thì lá nó chưa chuyển sang màu vàng nhưng mà nó cũng không còn sinh sống đâu. Chích như thế này thì cũng sạch thôi. Đây rất nhiều chỗ, rất nhiều cây, nó cũng không có nhựa luôn nhé. Đấy, một thời gian nó sẽ chết thôi. Rừng thông này thì chắc là sẽ sớm tàn lụi thôi, khoảng 3 năm nữa là chết sạch vì nó không có cái gì để nó nuôi cây ấy. Mà trích bên trên đã khá là dài xuống rồi thì nó không còn nữa. Video của em xin được tạm dừng tại đây nhé. Chúc mọi người, nếu mà ai khai thác nhựa thì sẽ đạt nhựa, sản lượng nhựa cao trong năm nay nhé. Còn đối với những người nuôi ong thì sẽ bội thu mật ong nhé. Còn những người mà không mật ong, không nhựa thông thì thành công trong công việc hơn nữa nhé.